Dạ chào chào bác. Cho con hỏi bác tên gì? Lý trưởng. Lý trưởng. Dạ. Bác nhóm ở tại hội thánh nào? Hội thánh Ngọc Đinh Ngọc. Ngay đây nè. À hội thánh này. Dạ. Dạ cảm ơn Chúa. Mới vừa rồi thì Chúa đã làm điều gì trên cuộc đời của bác? Tôi cũng cho vua đạo ở trên Việt Nam. Dạ. Trên Việt Nam tôi ba năm ba kỳ là đi du lịch chơi. Oh wow. Dạ. Yeah. Thì trong cơ thể của bác bị cái gì? Cao huyết áp. Oh cao huyết áp. Máu có mỡ. Máu có mỡ. Nấu thịt nhân tỏ, nấu đơn nấu thịt nhân tỏ. Oh. Vừa rồi thì Chúa đã chữa lành cho bác hết tất cả những điều đó. Amen, cảm tạ Chúa. Amen, cảm tạ Chúa. Dạ, bác có cái điều gì có thể khích lệ cho những người nghe cái đoạn video này không? Nếu mà bác có cái lời gì mà có thể khuyên những người mà họ sẽ coi video này để đức tin của họ được tăng trưởng hơn, để họ nương cậy vào Chúa nhiều hơn? Dạ, dạ, có lấy tới tay. Dạ. À, cảm ơn Chúa và cảm ơn bác nhiều. Dạ, chúc ban phước bác. Dạ, bye bye bác.